Hạnh Phúc Lan Xa, Duyên Tìm Bên Ta, mời bạn đón xem Duyên Đến Người Một Nhà. Tôi là Trương Nhã Đình. Hôm phố Indo, khu Hỷ Xuân, chị rất thích sưu tập đồ vật của Indo, bao gồm cả số lượng lớn tiền tệ và vải dệt. Và dạo này, chị còn huấn luyện con trai tập đánh trống Indo. Cái trống này cũng là chị mang từ Indo đến đây. Hơn nữa, chị còn dạy cho con học hát bài hát bản đồ của Indo. Chị hy vọng con trai không quên nguồn cội, cũng hy vọng làm nhiều người Đài Loan càng hiểu về phong tục Indo. Em học sinh tiểu học đánh trống Indo là con trai của hôm phối Indo Khưu Hỷ Xuân. Nhìn bàn tay rất điêu luyện của em là cũng biết em đã khổ luyện không ít. Cũng đúng dịp nhà trường có dạy đó và mẹ lại vừa lúc mua cái trống này nè, cho nên em thì học luôn. Thú vị không? Cũng hay lắm. Thì ra là do Khưu Hỷ Xuân, bản thân chị thích sưu tập đồ vật Indo, cái trống này cũng là do chị mang đến Đài Loan. Không chỉ như vậy, bài hát dân gian Indo Khưu Hỷ Xuân cũng đem ra dạy cho con hát. Từ nơi Sang Bang đến Merauke, em ấy nói từng một cái đảo, rồi đều xếp thành một quần đảo đó. Ngoài hôm phố Indo ra, ngay cả thương gia Đài Loan ở Indo cũng có hứng thú với việc sưu tập đồ vật của Indo. Người Indo làm việc gì cũng từ từ nè, cho nên tôi quá nhiều thời gian, cho nên cả hòn đảo Java tôi đều đi khắp, tôi đi sưu tập những thứ này nè. Họ rất phóng khoáng cho mượn các đồ vật để triển lãm ở hội quán người di dân mới, bao gồm cả những cổ vật thời thực dân khá là quý báu. Chỉ là bởi vì muốn cho người Đài Loan càng hiểu nhiều về phong tục Indo.